Đến ở đấy cái tư được lọc gió các bàn xác định sai, các bàn cái xác định ở hớ chính rừng nên mới dần đến là bị nhầm kết quả, đúng không? Con ở đấy sẽ là everything. Rồi nếu xác định được everything là danh từ được lọc rồi thì ta làm như nào? Mời bạn Minh Anh. Cái vị trí cân điên đấy là chức năng gì Minh Anh? Chân thực cố là Câu hỏi giấy là cái gì? đấy là ngữ Giấy là chủ ngữ, quán là gì? đồng tư Động từ. Giữ cái vị trí này sẽ là chức năng gì? Họ muốn thì muốn ái muốn cái gì, để trả lời cho ái cái gì thì đó chức năng của nó phải là gì? Chức năng của tư các bạn dưới rõ lắm. Cố định nghĩa lại cho các bạn này cái chức năng này nha. Khí điên đài tư quan hệ thì ta phải xét các chức năng sau. Chức năng thứ nhất, các cái chức năng ta cần để ý này, chức năng của tư này. Chức năng thứ nhất là chức năng chủ ngữ nha. Chủ ngữ, vậy chủ ngữ thì đứng ở đâu cả lớp? Chủ ngữ em ơi, đâu kết cấu chủ ngữ thì luôn luôn nó đứng trước động từ, đúng không ạ? Đứng trước động từ thì đấy gọi là chủ ngữ. Đây cố lại ví dụ, đấy là động từ đấy, đúng không? Thì cả cái này là chủ ngữ. Hoặc là ở đấy mọi understand là động từ đấy thì đấy là chủ ngữ. Chủ ngữ thì đứng trước động từ. Rồi chức năng thứ hai này, tấn ngữ. Tấn ngữ mà chủ ngữ á thì bao gồm cái loại tự động chức năng chủ ngữ này, là gồm có này, danh từ này, rồi đài từ nhấn xứng này, đài từ nhấn xứng này thì làm chức năng chủ ngữ nữa. Con tấn ngữ cũng có danh từ này, hoặc này, đài từ nhấn xứng này, và cái vị trí của tấn ngữ là đứng sau động từ hoặc giới từ. Vậy trả lời câu hỏi ái cái gì, ái rồi là cái gì? Tấn ngữ là khi nào nó cũng đứng sau động từ hoặc giới từ, trả lời cho câu hỏi ái cái gì. Cô lệ ví dụ I love her. Vậy ở đây người ta có từ love là yêu, tôi yêu thì yêu ái, yêu cái gì? Vậy ái cái gì ở đấy chính là tấn ngữ. I love her. Hoặc là ví dụ là she eat durian. She eat durian. Cô ấy ăn. Ăn là động từ. Vậy cái từ durian đứng đằng sau này, cái từ durian đứng đằng sau trả lời là anh cô ấy ăn. Ăn cái gì? Vậy từ durian này trả lời cho cái gì thì chứng tỏ nó là tấn ngữ. Nhá, đó là tấn ngữ. Rồi vậy tấn ngữ này là cái từ đứng sau động từ hoặc giới từ. Bây giờ cô lấy ví dụ giới từ. We are waiting. We are waiting for them. Vậy ta thấy đây có giới từ phó xuất hiện. Và đằng sau này có một cái đại từ nhấn xứng. Vậy cái đại từ nhấn xứng đứng sau giới từ trả lời cho câu hỏi ái cái gì? Chúng tôi đang chờ đợi ái, chờ đợi cái gì? Vậy ái cái gì nó nằm ở đấy? Chính là tấn ngữ. Hãy nói cách khác này, tấn ngữ là đài từ nhấn xứng hoặc đài từ nhấn xứng này, hoặc danh từ đứng sau động từ hoặc giới từ trả lời cho câu hỏi ái cái gì. Nhưng mà khi ta muốn thấy nó thành đài từ quan hệ, ta thấy hú hấm ở đấy thì nó đã đưa lên trước cái rồi, thì dù tấn ngữ đấy thì nó cũng đã phải chuyển đến trước cái rồi. Nên ta có thể có chủ ngữ này, có động từ này, rồi sau đó cái từ tiếp theo đấy mà trả lời cho câu hỏi ái cái gì thì đó là tấn ngữ. Ở này giấy là chủ ngữ, đúng không ạ? Quán là động từ. Đáng lẽ giấy quán everything ở đấy này, giấy quán everything, nhưng mà everything này là danh từ được, là từ được lập, nó đã biến thành đài từ quan hệ đứng lên đứng trước này rồi. Đài từ quan hệ là phải đứng lên đứng trước này thôi, nên dù đứng ở đấy thì ta vẫn nói nó là tấn ngữ.
Tấn ngừ là cái, tấn ngừ là cái từ đựng sáu đồng từ này hoặc giới từ này, trả lời cho câu hỏi ái cái gì, họ muốn muộn cái gì về cái gì, ở đấy chính là tấn ngừ, được chưa nào? À, trực nắng thứ hai tấn ngừ nè. Bây giờ trực nắng thứ ba ta cần tìm nắng đỏ, đó là tràng tư hoặc tràng ngữ. Tràng ngữ chỉ địa điểm, chỉ địa điểm. Tràng tư tràng ngữ chỉ địa điểm thì nó có hai cái hình thành, một là lấy luôn tràng tư để đựng ở đó, thì ví dụ như ghe ở đó là tràng tư tràng ngữ là tràng tư, rồi là hiên ở đấy đó, ghe là ở đó, hiên là ở đấy, hoặc là người ta dùng một cái giới từ cộng với danh từ chỉ địa điểm nào đó, ví dụ it the house thì đó là tràng ngữ. Hoặc là on the table thì đó là tràng ngữ. Vậy cái tràng ngữ được hình thành, tràng tư tràng ngữ được hình thành, thứ nhất có thể là lấy cái tràng tư luôn, ghé là ở đó này, kia là ở đấy này, hoặc là người ta lấy giới từ cộng với danh từ chỉ địa điểm thì tạo thành tràng ngữ chỉ địa điểm. In the house, trong ngôi nhà, on the table, trên bàn thì đó là tràng ngữ chỉ địa điểm. Còn tràng ngữ chỉ thời gian, chỉ thời gian, tràng ngữ chỉ thời gian thì có lúc người ta lấy tràng tư chỉ thời gian luôn được, tràng tư tràng ngữ chỉ thời gian, tràng tư tràng ngữ chỉ thời gian, thì có lúc người ta dùng tràng tư chỉ thời gian là dén ngay lúc đó, hoặc là ất giáp tháng, ất giáp tháng. Hoặc là lấy giới từ cộng với danh từ chỉ địa điểm, danh từ chỉ thời gian luôn, ví dụ on Sunday, on Sunday, rồi là in in the summer chẳng hạn. Đây thì đó là tràng tư tràng ngữ chỉ địa điểm. Cái chức năng tiếp theo ta cần phải xét, đó là chức năng sở hữu cách. Sở hữu cách, sở hữu cách thì nó được hình thành bởi hai cách. Một là sở hữu cách của danh từ, ví dụ là của Lam thì ta sẽ nói là Lam giờ, của Lam, của Nam nói là Nam giờ, của mẹ của tôi, my mother, my mother, my mother the, ví dụ mái tóc của mẹ tôi là my mother the hair. Rồi của những đứa trẻ, của những học sinh, the student, the student, những học sinh số nhiều rồi thì ta chỉ cần phẩy là được, ví dụ là những quyển sách của những học sinh thì the student the book. Và trong đó the student là sở hữu cách. Rồi ngoài cái sở hữu cách của danh từ thì ta sử dụng tính từ sở hữu để làm sở hữu cách. Mà tính từ sở hữu thì có từ mái của tôi này, gió của bạn này, our của chúng tôi, her của cô ấy, it của anh ấy, its của nó và their của họ. Đó. Khi nói đến sở hữu cách là những từ này. Và sở hữu cách này thì luôn luôn đứng ở vị trí nào, phải là các bạn? Luôn đứng vị trí nào? Luôn đứng trước danh từ. Nó luôn cộng với một danh từ, nó luôn cộng với một danh từ. Nhớ người đây nè. Để hồi nữa câu hỏi, cái vị trí này là chức năng gì? Chức năng chủ ngữ hay tấn ngữ hay tràng tư chỉ địa điểm, hay tràng tư chỉ địa điểm hay là tràng tư chỉ thời gian hay là sở hữu cách? Tự nhiên là ai là sở hữu cách thì có các chức năng đó để chúng ta tìm. Nếu là chủ ngữ, ôi thì tí nữa ta lại nói đến chủ ngữ, chỉ cần cả cái mèo trên á thì chúng ta sẽ làm cái bài đại từ quan hệ này hầu như phải đúng 100%, chứ không phải 99% nữa. Con sau đó, sau khi xác định được cái chức năng của từ ở vị trí rồi thì ta phải xác định được cái chức năng của từng từ. Một là từ hú, một là từ hú, từ hú này ta dịch là, từ hú này ta dịch là ái cái gì, ái à sorry ai dịch ra là ái à sorry người, người mà, người, người mà, người, người mà. Từ hú này nó thay thế, thay thế cho danh từ chỉ người, danh từ chỉ người, và động chức năng là chủ ngữ, chức năng là chủ ngữ. Mà chủ ngữ là gì thì ta sẽ trên đây ra đấy.
Rồi, tiếp theo. Cái từ thứ hai là từ quýt. Quýt ta dịch là cãi, cãi ma. Cãi. Cãi ma. Cãi ma. Cái này á, nó thay thế. Thay thế cho danh từ chỉ vật. Danh từ chỉ vật. Và chức năng của nó là chức năng chủ ngữ hoặc tấn ngữ. Chức năng chủ ngữ hoặc tấn ngữ. Đây. Chủ ngữ là đây. Tấn ngữ là đây. Vậy từ quýt nó vừa động được chức năng chủ ngữ, vừa động được chức năng tấn ngữ. Rồi cái thứ ba. Thứ ba là từ whose. Từ whose. Từ whose này thì chức năng whose ta dịch ra là của người mà. Của người mà. Của người mà. Cái này chức năng của nó là sở hữu cách. Mà sở hữu cách thì ta đã nói trên đây rồi đấy. Sở hữu cách không có các trường hợp đấy. Cứ thấy có những cái này xuất hiện thì ta phải thấy thành từ hữu. Và trong sau nó luôn luôn có danh từ. Rồi tiếp theo là có từ quê. Quê. Quê thì nó là nơi mà. Dịch là nơi mà. Nơi mà. Cái này nó thay thế cho. Thay thế cho danh từ chỉ địa điểm. Địa điểm. Và chức năng của nó chính là tràng ngữ chỉ địa điểm. Mà cách xác định tràng ngữ chỉ địa điểm thì đấy, một là ta thấy từ ré xuất hiện, hai là thấy từ hía xuất hiện, ba là thấy có một cái giới từ nào đó cộng với danh từ xuất hiện, thì cả cái đoạn đó chính là tràng ngữ chỉ địa điểm. Ta gạch cả cái đoạn đó chuyển thành từ quen cho cô. Còn từ quen, từ quen á thì ta dịch là khí mà. Khí mà. Cái này thì nó thay thế cho danh từ chỉ thời gian, danh từ chỉ thời gian, và động chức năng là tràng ngữ chỉ thời gian. Mà tràng ngữ chỉ thời gian ta đã xác định ở trên này rồi đúng không? Có thể là có từ gián là đó tràng ngữ chỉ thời gian, hoặc ất cộng gạt thám, hoặc on cộng với danh từ chỉ thời gian, hoặc in cộng danh từ chỉ thời gian đó. Rồi hú rồi, quýt rồi, hú rồi, què rồi, quen rồi. Từ húm. Húm. Húm ta cùng dịch là người. Người mà. Người, người mà. Cái này nó thay thế. Thay thế cho danh từ chỉ người. Và chức năng của nó là tấn ngữ. Chức năng tấn ngữ. Và tấn ngữ ta đã nói đến này rồi. Rồi riêng từ giáp thì nó có thể thay thế cái đoạn này quan trọng này, nhiều bạn không 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 tỉnh đến cái nước này nên không tìm ra được này. Từ giáp có thể thay thế cho từ quýt này, có thể thay thế cho từ hú này, có thể thay thế cho từ húm này, rồi thậm chí thay thế được cho cả từ quê và từ quê. Trong cái mình đê, trong mình đê quan hệ xác định, tức là mình đê quan hệ mà không có dấu phẩy ấy, thì nó có thể thay thế cho quýt, hú, húng, que, có thể thay thế cho những cái từ đó luôn. Trong đầu que que thì nó ít xuất hiện, nhưng hú, húng, quýt thì nó thay thế hoàn toàn được. 2, 4, 6, 7. Còn cái từ tiếp theo là từ quái. Quái này dịch là lý do mà. Lý do mà. Lý do mà. Cái từ quái này chỉ xuất hiện là luôn luôn đứng 6. The reason. Đứng sáu cứ thấy the reason xuất hiện thì nó sẽ nên là why. Đứng sáu the reason, reason là lý do. Vậy khi làm về bài bài đại từ quan hệ ta nhớ cho cô hai ý. Thứ nhất, ta tìm ra cho được chức năng của khi chủ trọng là một trong năm chức năng trên: chủ ngữ hay tấn ngữ hay tràng ngữ, chỉ địa điểm hay tràng ngữ chỉ thời gian hay sở hữu cách. Thứ hai, khi biết đó là loài là cái chức năng gì rồi thì ta phải xem, ta phải nên điên là hú hay quýt hay hú hay que hay quén hay húm hay giáp hay quái dựa vào chức năng của từng từ này. Rồi nhưng cái cố nói đó là ta cố gắng ghi và ghi nhớ luôn đó, ai chưa ghi kịp thì tí nữa chúng ta ghi lại, cố chụp lên nên nhỏ là ghi lại.
tưng nữa thôi, nói về đại từ có thể nặng như cố cái tưng đó là cả có thể làm đúng cả. À, rồi tỷ được gặp đến cái trường hợp bỏ giới tư đang trường thì cô nói thêm một tỷ nữa. Nghĩ có thể là đã mấy buổi học rồi mà đến cái phần này ta vẫn đang làm đứng lơ ngơ quá. Trước cái lớp A1 mà đụng đến cái này thì họ hầu như là 90 điểm. Rồi ta cứ bị sai. Rồi bây giờ xong ngay trên thì bây giờ ta xuống dưới nhá. Đáng lẽ đó, đấy giấy là chủ ngữ đó này. Đấy quán là động từ đó này. Thì cái thằng điên thế này nó phải đứng sau. Nhưng vì nó là đại từ mình đây quan hệ nên nó đại từ quan hệ nó phải đưa lên đấy. Nên hò này là đờm chủ ngữ này. Quán là à cái cách đấy nữa, đấy nữa, đấy nữa, đoạn này nữa. Cái đoạn này thì ta viết cái dấu hiệu nhận biết này, nếu mà chủ ngữ thì nó thế này. Cú sẽ nó nằm ở chỗ trống. Sáu chỗ trống sẽ cộng với động từ, được chưa? Cú nằm đây. Cú sẽ nằm ở chỗ trống. Và sáu chỗ trống sẽ ra động từ. Rồi with thì sẽ có hai dạng. Một là làm chủ ngữ thì sẽ là with. With là ở chỗ trống. With nằm ở chỗ trống. Và sáu with. Sáu with cộng động từ. Quý trọng việc nói chủ ngữ mà. Hoặc nếu quyết làm tấn ngữ thì như sau. Sẽ có quyết. Sẽ có quyết nè. Là chỗ trống. Quyết là ở nơi chỗ trống nha. Đây, quyết là ở chỗ trống. Rồi sau quyết phải có chủ ngữ cộng động từ. À, chủ ngữ cộng động từ. Đây. Trường hợp thứ nhất là nếu quyết là chủ ngữ thì nó sẽ cộng động từ. Trường hợp thứ hai quyết tấn ngữ thì quyết phải cộng chủ ngữ rồi mới đến động từ. Còn whose Whose thì cái chỗ trống này, whose nếu nằm ở chỗ trống này thì đằng sau nó phải có cái gì cả lớp, nó có Danh gì từ của à anh danh Tư. từ nó cái mèo này nhìn đây này, sau whose phải có danh từ. Rồi sau which là trường hợp như thế này, rồi sau who là trường hợp như thế này, cái nhận diện là như thế. Rồi à, tiếp theo là where. Where thì nó như thế này. Chỗ trống sẽ là where. Sáu chỗ trống chắc chắn phải có chủ ngữ và cộng với động từ và trả lời cho câu hỏi là ở đâu. Con when cũng vậy. When sẽ chỗ trống. Chỗ trống liên when. Rồi sáu when cũng phải có chủ ngữ, phải cộng với động từ. À, con húng. Húng. Húng thì cái chỗ trống điên húng. Thì đằng sau cũng phải có chủ ngữ và cộng với động từ. Và cái động từ này là cháu rõ ta trả lời ái cái gì. Con giá thì thay thế đó ông nói rồi. Ờ, nhưng cái thử nhận diện đấy này. Rồi bây giờ ta thấy nhá. Đấy có giấy là chủ ngữ này. Quán là động từ này. Có mấy trường hợp này. Trường hợp thứ nhất, giấy chủ ngữ này, quán động từ này, giấy chủ ngữ này, quán động từ này, giấy chủ ngữ này, quán động từ này, giấy chủ ngữ này, quán động từ này. Thì khi ta thấy có chủ ngữ cộng động từ thì có thể xuất hiện một là which, hai là where, ba là when, bốn là whom. Muốn điền được ta phải nhìn trước này. Trước này là danh từ chỉ gì cả lớp. Everything là mọi thứ, danh từ chỉ vật. Thấy chưa? Vậy danh từ chỉ vật thì đấy sẽ nếu đóng chức năng tấn ngữ phải là từ gì có lực? À từ which. Nhưng ta quan sát trong đây có từ which xuất hiện không? Không. Không. Không hề có từ which. Nhưng ta này phải nhìn ở đấy. Từ gì có thể thay thế cho từ which? Dạ. À từ that. Đó các bạn ạ. À. Nên ở đấy ta không có từ which xuất hiện mà có từ thay thế nó chính là từ that. À, ta dùng cái tính chất bất câu để mà chọn. Cô ấy tặng cho bọn trẻ mọi thứ thứ mà chúng muốn. Vậy chúng muốn cái gì? Chúng muốn mọi thứ ở đây. Rồi, tiếp theo. Câu số 2 này thì lại thêm một cái lưu ý ở đây này. Nếu cái chỗ trống trước chỗ trống cân niên mà có một giới từ. Có một giới từ các bạn nhé. Nếu có giới từ.
đều có giới tư. Giới tư thì có lưu ý ví dụ on đấy, ví dụ ất đấy, ví dụ in đấy, ví dụ phó đấy, ví dụ ợp đấy, vân vân, gọi là giới tư. Rồi sau đó mới còng đến chỗ trống cân điên. Thì chỗ trống cân điên này các bạn điền cho cô, một là từ hùng, hai là từ quýt, chỉ có một trong hai từ này thôi. Vậy muốn điền hùng hay điền quýt thì ta phải xem cái từ đằng trước này này, cái danh từ được lập đằng trước này này, danh từ được lập ở này, danh từ này chỉ người hay chỉ vật là nó ra. Nếu danh từ được lập đằng trước này chỉ người thì ta điền hùng, nếu danh từ đằng trước này được lập chỉ vật ta điền quýt. Vậy đây, bây giờ ta nhìn nhá. Nhìn ở đây, ta thấy có bốt ợp. Vậy trước cái vị trí cân điên, ta thấy có giới tư ợp. Giới tư rồi. Thì chỗ trống này ta điên chỉ có một là hùng, hai là quýt. Rồi ở đây có quýt không? Không. Có hùng không? Có. Có, vậy chỉ được chọn một từ thôi, hùng. Ở trường hợp này không bao giờ có giáp thay thế. Nhớ nhá, không bao giờ có giới tư mà còn phải giáp ở đấy bữa này. Trong trường hợp có giới tư, sáu nó chỉ có một là hôm, hai là quýt. Ở đấy mà có từ quýt vô thì nó hay hơn này. Đây chẳng hạn như từ quýt này, thì nếu có từ quýt thì ở sáu giới tư thì có thể hôm, có thể quýt. Ta phải xét danh từ được lập đằng trước, mà danh từ này chỉ ngươi thì đoạn này sẽ điền từ hôm. Đó. Tối có hai chị gái, cả hai người họ đều là bác sĩ. Đó. Vậy từ hôm nay nó lập cho Tú Sitter. Ta quan sát trong bài có chỗ nào có giới tư nữa, có câu nào có giới tư nữa. Câu 14 có phải giới tư không cả lớp? À, Có có giới tư đúng không? Có giới tư chứ. Đó, đoàn hay có lẽ cũng nhiều người nhầm. Để có coi câu 14 có đúng có sai không? Đó, có đến 11 bàn sai. Rồi có hỏi 11 bàn này bàn nào điên từ qué ở câu 14 đưa tay lên có chén không? 11 bàn này câu 14 điên từ qué, ai điên từ qué giơ tay lên có xem không? Rồi không anh. Có ai điên từ qué nữa không? Đúng rồi, đó điên cái gì? Điên từ qué thì đừng có lý nữa. không có em nhau cậu khả. Ừ. Nhiều bạn thấy từ ví lít thế này, nghĩ rằng là đó là địa điểm nên điên từ qué. Đúng, nếu không có từ in này xuất hiện này thì ta phải điên từ qué vào. Nhưng đã có từ in tức là đã có giới tư rồi, thì sau này chỉ một là hùm, hai là quýt. Nhớ cho cô luôn luôn nhớ điều đó nè. Vậy theo các bạn ở đấy điên hùm hay điên quýt? Quýt lắm. Vì sao? Vì Chỉ vật. À, vì vì ta đó là chỉ vật, đúng không? Nên ở đấy ta điên quýt, cho là đấy là quýt. Đó. Nên câu nào người có giới tư xuất hiện là ta cứ từ tín làm cho cô, một là hùm, hai là quýt thôi nè. Ta đi tìm tiếp nhá, xem thử có giới tư đúng nhá. Có câu nào có giới tư nữa? tạm có. À đúng rồi, câu 18. 18 đã thấy có từ tú xuất hiện đấy, là giới tư. Vậy chắc chắn cháu câu 18 này, một là hứng, hai là quýt. Rửa ta đến hứng hay quýt cả lớp? Không Cổ. À hứng hay sao? không có Sơn. không Đúng có rồi. sơn là người À, em hai là họ mà cháu quýt chờ đứng dưới thì tao phải xem. Person chính là danh từ chỉ người là người, nên ở đây sẽ là hứng. Đó. Cô có thử câu 18 có ai sáng ấy. Câu 18 này. 18. Phần cứ có 7 bàn trái rồi các bạn ạ. Nhưng mà từ nãy trở đi mà ta thấy nó liền về rồi. Ờ, xem có câu nào có giới tư nữa không? Hết thầy. Hết rồi ạ. Rồi bây giờ ta trở về phân tích cả câu còn lại này. À, ta xem câu tiếp theo. Câu tiếp theo quý cái vị trí cân điên này là chức năng gì? Cả lớp hạ tay xuống, ai biết mơ giơ tay lên. Vị trí cân điên này là chức năng gì? Chủ ngư, ấy tấn ngư, ấy tràng ngư. Tràng ngư thì tràng ngư chỉ thời gian, hay tràng ngư chỉ địa điểm, hay là sở hữu cách, hay là gì? Hoặc dùng cái phương pháp nào được, làm sao làm được cái câu số 3 cho cô? Mời bạn ảnh sao? Cho em câu số 3 em làm thế nào? Đâu rồi có số 3 tôi muốn có xài của nghe rõ Anh làm có xế không? dạ Đó. Em chưa vào đầu mà làm có xế. vì ra
Rồi câu hỏi Bình này, thường nhìn lướt qua một cái phải loại ngay đáp án nào. đơn là gì đâu Á nó không phải là đại từ quan hệ, đúng không? dạ Rồi, đại từ cũng có quan hệ, cũng có từ quát. Rồi đáp án B tại sao loại? đây cái trường mà đúng chỗ không phải là trình thôi Đến về chủ ngữ, quý là chủ ngữ rồi thì vị trí này không phải là chủ ngữ, chỉ có khí đấy là chủ ngữ thì mới được điền từ hữu, mới sẽ đến từ hữu hoặc từ quý ở từ hữu, nhưng đấy không phải là chủ ngữ đúng không, vì quý là chủ ngữ mất rồi thì đoạn này không còn là chủ ngữ nữa nên ta loại từ hữu, phải loại trực nữa. Rồi bây giờ con từ quế với từ quýt, tại sao điền từ quế mà không điền từ quýt hả? Có lệch là do gì? vậy do vậy là một nờ một độ À, một cái nơi nào đó, cái địa điểm nơi mà chúng tôi dành kỳ nghỉ, chứ không thể nói là chuyện cãi mà chúng tôi dành kỳ nghỉ được, đúng không? Tấn ngữ là nó trả lời cho câu hỏi ái cãi gì mà chúng tôi dành kỳ nghỉ thì phải dành kỳ nghỉ ở đâu, ở đâu là trà ngữ, chứ con cãi gì thì khí động mình là tấn ngữ, nên ở đây ta không được điền từ câu dế, ta không được điền câu dế quýt mà ta phải điền quê, trừ khi ở đây cô cho thêm từ in thì ta phải điền từ quýt nó bằng với quê, cả in quýt bằng từ quê. Còn không thì thôi. Câu số 4, cô gọi số, câu số 3 bao nhiêu bàn sai nào? Câu số 3 gọi đến 8 bàn sai đó, đến 8 bàn sai. Rồi bây giờ câu số 4, câu số 4 mời bạn Dương Văn Cương đó. Em điên đáp án nào. em là cò em cho nè các bạn A, B, thù C, D. Hả? thù A, thù B, D. A, B, C, D. Đáp án nào? bè À, đáp án B. Rồi, bây giờ em xem cái đáp án B nhá. Em nhìn này, từ hữu này này. Từ hữu sẽ đóng chức năng gì của câu em? Câu hỏi từ hữu sẽ đóng chức năng gì đó? em là có tư hữu động chức năng là Có 10 à, giây. chỉ là người thay Rồi, thay cho dành cho chị đóng ngư chức năng gì đấy? Chủ ngư. động chu chu ngư Rửa sáu từ hữu phải cộng với cái gì? công một đồng tư Động từ. Rồi bây giờ em xem nhá, em xem đây này. Đấy có phải động từ không? Động từ nó nằm ở đấy mà. Động từ nó nằm ở từ was nè mà. Đấy là sai rồi nè. Chẳng tha cố vứt cái từ passport này đi, Cương này. Thì đáng chẽ đến từ hữu là được, nhưng mà vì đấy là động từ đấy thì đấy là chủ ngữ, ngoài đấy đang có từ passport, nó không phải là động từ, nó không phải là động từ nên không phải dùng từ hữu, phải vứt. Nếu vứt từ hữu rồi có được dùng từ quen ở đây không Cương? cho nó không Vì sao? vì quen là chỉ thầy chán mà đấy À, the người girl này là dành từ chỉ gì đấy? người À, chỉ ngươi. Quýt có được dùng không? không vì chỉ À, vậy không, quýt cùng loài luôn. Vậy cuối cùng chọn đáp án là gì? hù Nha. Who's? hù Rồi có hù hỏi sao tại sao ở đây đến who's? vì hữu Đừng được cái gì? đứng trước Dành. chủ chủ dành tới chị người Đúng. và Không phải dành cho chị ngươi. Đây, nhìn vào đứng chưa có từ hữu trước này. Hữu ở trong vị trí chỗ trống cái này. Nó luôn đứng trước một danh từ. Một danh từ. Nhá, sở hữu cách luôn đứng trước danh từ. Mà passport này là danh từ này. Tên của cái cô gái người mà có cái passport bị mất, cái hộ chiếu bị mất là gì? Vậy passport này là hộ chiếu của ai? Hộ chiếu của cô gái đó. Vậy đấy là sở hữu cách đựng được danh từ thì đã dùng từ whose. Rồi tiếp theo câu số 5, có gọi câu số 4 mấy bàn sai mà 10 bàn sai nè. Câu số 5 có đến 7 bàn sai, trong đó có Lan Anh, Trâm Anh, A Ví, Hồng Hạnh và Thảo Mỹ. Rồi mời bạn Hồng Hạnh đi. Mời bạn Hồng Hạnh. Nói cho cô biết ái là gì của câu? Ái là chức năng gì của câu? Một đấy, Hồng Hạnh. em mới có là chủ ngữ Đúng rồi, ái là chủ ngữ. Select là gì? Động từ đúng không?
Ai là chủ ngư rồi thì sao chủ ngư là đồng tư? Dựa Yeah. khí đã thấy chủ ngư và đồng tư này rồi, ta phải loại ngay đáp án nào em? Em đã có là ta về ngày rồi ngày đáp án gố về vượt qua À hú, gố quý chết chưa về. chắc mà nha, quý chưa chắc mà nè. Hú thôi. À Vì hú hú thì á. là chủ ngư đúng không? Con quýt nó Dạ. vừa tấm ngư và chủ ngư mà. Hú là chủ ngư mà đã có chủ ngư đấy rồi nên ta loại hú. Trong ba đáp án này ta phải loại luôn đáp án nào nữa? Có. Em được cố là loài hút đáp án xế rồi. À vì sao? Đây Nó không phải là gì? Không phải là đây đại tư quan hệ đúng không? Rồi bây giờ câu hỏi Who's phải đứng ở đâu? Đặc đứng điểm của thẳng nhân viên của Who đứng ở đâu? tư thẳng tư Hả? tự dành cho Ừ đúng rồi, Who khi nào thì đứng được danh tư em này. Who này là ví dụ Who spend cái bụt của người đó này. Who the book? Who the house? Who the ruler? Who the student? Who the children? Cứ thấy danh tư ở đấy này thì đấy ta nên who. Đấy có danh tư không anh? Không hề nào có có danh cô tư ạ. đúng không? Mốt. Dạ Ơ không không có. Có được, không có có chuyện được ông cho ạ. đúng. Không được chọn who đúng không? Vậy ở đấy ta phải chọn which. Theo em which động chức năng gì trong trong câu này? Which động chức năng gì? Quýt có mấy chức năng em? Làm hai chức năng luôn. À đúng rồi, hai chức năng. Chức năng gì và chức năng gì? Làm chủ ngữ và trang ngữ ạ. Không phải trang ngư. Quýt mới có trang ngư em. Ở đây quýt có hai chức năng. Một là chủ ngư, hai là tấn. Tấn ngư, được chưa? À, chủ ngư hoặc tấn ngư. Vậy ở đấy, trong trường hợp này chủ ngư đã xuất hiện rồi thì đấy chính là tấn ngư nha. Cãi dương, cãi mà tối ngủ trắng đỏ thì rất là mệt. Họ đã cho thư in rồi ở đấy rồi thì ta phải dùng thư quýt. Còn nếu không có thư in ở đấy thì ta mới được dùng thư qué. Nơi mà tối ngủ thì lại khác. Con in bỏ đấy rồi thì ta phải dùng dùng quýt tấn ngừ. À. Rồi tiếp theo câu số 6. Câu số 6. Xem câu số 6 mấy bàn sai nào. Vẫn cứ có bàn 7 bàn sát. Có Hiệp, Mai Quyến, Thu Hà, Giá Án, Hà Vĩ, Cao, rồi là Thảo Mỹ. Rồi bây giờ cô mời bạn Mai Quyến. Cô hỏi Mai Quyến, đấy là loài thứ gì? Đấy là cái gì đấy? Đây là trang trang tư gì Trang tư mà đâu có trang tư thế. Trang tư mà nó có xuất hiện đây được. Mỹ là tấn ngư đây. Nhưng mà nó mà đây trang tư được. Có thế mẹ thế này. đồng tư. À đấy là đồng tư quyến này. Rửa đấy đồng tư rồi thì chỗ trống này phải chức năng gì quyến? Cái gì đừng được đồng tư? Chủ ngữ. À, chủ ngữ. À chủ ngữ. Rồi bây giờ ta mới quan sát bên dưới này. Ta phải loài ngay đáp án nào? Quyên. Bài đáp án sẽ Rồi, xế không phải là đại từ quan hệ loài. Đáp án dế có dùng được không? ổn Vì sao? khi lớp bài đựng được đánh tư. À, đừng được danh từ mà đỏ động từ nên là không được, ta dùng loài luôn. Dự bấy giờ, quýt có đọc được chủ ngữ không? Em chưa có là Có, hú có đọng được chủ ngữ không? có Có, vậy đây là chủ ngữ. Một là đến quýt, hai đến hú. Muốn biết quýt hay hú, ta phải dựa vào từ nào? Đúng rồi, person. Vậy person này chỉ người hay chỉ vật? À, chỉ người, vậy ta cuối cùng ta cho đáp án nào? À, đáp án bế. Rửa tay mà nó mới để làm sai. Hả? Cho đáp án chính mới để cho sai. Em mới hiểu cái đoạn đi sai đấy. Đấy là đồng tư đấy. Gì? Ông tư thấy mệt rồi thì em thấy đớn. Rồi cấu số 7. Rồi xem ai sai nào. Có 9 bàn sai. Trong đó có Minh Ánh, Kim Phúc, Dương Văn Cương, Trâm Ánh, Lan Ánh, Thanh Hà, Huyên Tráng, Cáo Hiệp, Thảo Mỹ. Bây giờ mời bàn Trâm Ánh đi. Trâm Ánh nói cho cô biết cái từ từ ái này là
Chức năng là gì? Chúng tôi cầu là chủ người. Đúng rồi, sấy là gì? Sấy là động từ. Rồi. Biết đấy là chủ ngữ, đấy là động từ rồi. Ta loại ngay đáp án nào em? Đáp án á thì đáp án giấy. Rồi, đáp án á vì sao loại? Đáp án á là chủ Khoan chứ, chức năng của từ hữu là chức năng gì? ngữ. Là chủ ngữ. Chủ ngữ. Đừng hỏi trầm anh, chức năng chủ ngữ. Mà đấy chủ ngữ có rồi đúng không em? Nên không thể xuất hiện chủ ngữ nữa, đến loài nè. Từ nào loài luôn em? Từ quả. Được rồi, từ what không phải là đại từ quan hệ loài. Bây giờ còn lại từ which. Nếu giả sử từ which xuất hiện ở đó thì nó đóng chức năng là gì? Từ quý xuất hiện động trực là tấn ngư. Đúng Hoặc rồi, chủ ngữ cũng được đúng không? Vì đấy gọi chủ ngữ rồi nên nó từng tấn ngữ thì được. Nếu có từ quen thì đấy là gì? từ quyển là chỉ trang ngư. Chỉ thế Thì thôi. thời Thì gian. Vậy bây giờ ta sẽ dùng từ quick hay từ quét? tôi coi Tại sao vậy? từ em vì thấy nó chỉ mọi thứ là chỉ À, vật là chỉ vật. Đúng rồi, chỉ vật thì không thể dùng quen được đúng không? Rửa tay mà nóng máy mân trái được. Hả? Đâu anh? Ý Lam không phân tích như cô à? À, làm rơ rơ đúng không? Rồi, bây giờ tiếp theo. Câu số 8. Câu số 8 vẫn có 10 bàn sáng. Trong đó có Mai Quyến, Minh Ánh, Kim Phúc, Trâm Ánh, Hà Mỹ, à, Trà Mỹ, Gia Án, Hồng Ánh, Thảo Mỹ. Bây giờ mời bạn Kim Phúc. Mời bạn Kim Phúc nói cho cô biết. À, giờ đấy là gì? Kim Phúc. Đấy là gì em? Một rồi. Phúc một đấy. Rồi, mời bạn. Đừng có sợ. À, có sợ. Sai ta sửa. Mời bạn Minh Anh đi. Minh Anh sai câu này. Mời bạn Minh Anh. Đấy nghĩa là gì em? Đấy là... À, hay, đúng rồi. Vậy đấy là danh thì chỉ gì á? nhìn vật Ừ, nhìn vật nhưng mà nó ngay nó còn chỉ gì đó nữa, danh từ chỉ gì? thời gian Rồi, danh từ chỉ thời gian. Vậy để thay thế cho danh từ chỉ thời gian chỉ có từ nào thôi? Từ quên nào thay thế danh từ chỉ thời gian? quên À, chỉ có từ quét. Rồi thì mà nào mà em sai được ở đây mình ấy? Quen đấy, thay thế cho danh từ chỉ thời gian đấy, đúng không? Ờ. À. Đến ở đấy ta vứt que, vứt rác, vứt quýt đi. Câu số 9. À, kinh chủ nhật là cái ngày khi mà chúng tôi không cần đến trường, chúng ta không cần đến trường. Câu số 9, xem được một sai câu số 9 không? Vẫn người có 5 bàn sáng. Thánh Thủy, Gia Án, Cáo Hiệp, Hồng Ảnh và Thảo Mỹ. Mời bạn Thánh Thủy nào. Khi thấy giờ em đã gì? có là như rết xuân là nén tròn nên là vào hoài luôn À quái, đưa tay ra nghe muốn không quái. em Hay là Kỳ Lam chưa nhờ? ngon nhạc quá. Ừ, quên mất này. Bây giờ cố giảng nó mới nhớ chứ. Cứ thấy giờ gì là không cần bận tâm đến cái gì cả. Cứ thấy giờ gì thì sau đó phải là quái. Cái lý do mà anh ấy rơi khỏi phòng là anh ấy cần... À, rơi khỏi nhà là anh ấy cần phải kiếm tiền. À, chúng ta chọn đáp án là câu số 10. Câu số 10 có ai tháng không? Vần người gọi chị màn sáng. Mai Quyến, Kim Phúc, Quỳnh Chí, Trâm Anh, Hà Vĩ Hiệp, Hồng Ảnh và Thảo Mỹ. Mời bạn Quỳnh Chí. Câu hỏi, cái vị trí này đóng chức năng gì đấy em? À, là loại từ gì đấy? Quỳnh Chí. Một rớt. Quỳnh Chí một rớt, mặt mình em. Mặt mình à. Cái loại từ này là loại từ gì? Không trả lời nè. Mời bạn Trâm Anh.
Từ hẹp thêm ed là loại từ gì? Chào mày. À, chào mình. Đâu anh mau rơi cả lớp, cô nghe cô nói á. Từ cổ là Thành phần gì của cấu đồ? Thế mẹ đấy thì đấy là thành phần gì? đồng Động từ. tư. Động tư. Rửa cô hỏi cái vị trí này sẽ là chức năng gì cho anh? Cổ là chủ ngữ. Đúng rồi, chủ ngữ. Rửa tá phải loại từ nào? Loại từ từ quái thì là loại Từ cô gọi là phải có reason cái này nè, đúng không? Mới được quái nè, đã loại nè. Rồi tiếp theo, từ nào loại? nói cô sẽ Cô sẽ không em? dạ Rồi cô sẽ xuất hiện khi nào? xuất hiện chữ danh từ Sáu nó phải có danh từ, mới đấy động từ, đúng không? Rồi, loại cầu chi nữa, loại từ chi nữa? loài cô à. Em đi quên mất rồi đó, như nhớ lại cho cô nhá. Ở này, từ hữu với từ hữu này. Hữu là động chức năng chủ ngữ, đừng được động từ mà em. Con húm đây này là chức năng tân ngữ, khi có chủ ngữ rồi động từ rồi thì mới có húm được, chứ đừng trượt ngay trượt động từ phải là chủ ngữ hữu, nên em nhớ nhầm mất rồi. Đi nên câu này là câu dễ nhất của đất. Ở đây có từ hép là động từ thì trước này chủ ngữ, mà húm đây là tấn ngữ thì làm nóng mà điên vào đấy được đấy, nó từ húm động chức năng tấn ngữ mà thì không thể điên vào đấy được, loài tá ở đấy phải điên từ hú, và hú chỉ người thay thế cho đánh từ the man, động chức năng chủ ngữ. Thì người đàn ông, người mà giật tối hôm qua thì rất là khỏe. Nên cậu đi nó cũng dễ đâu đồng anh nè. Rồi tiếp theo câu số 11 vẫn có chín bàn sai. Mai Quyến, Kim Phúc, Cương, Quỳnh Chí, Lãn Hướng, Trâm Ánh, Hà Huyền Trang và Hà Vĩ. Mời bạn Huyền Trang nói cho cô biết búc là loại từ gì? Em cứ có là bột là Búc nghĩa là gì? bột nghĩa là quyển sách. Quyển sách, kiểu quyển sách là loại từ gì? Sáng tư. Danh từ. Rửa từ chỉ thì đừng được danh từ. Em cứ có là Đáp án đúng không? đáp án bảy quá. Đúng rồi, rồi ta đang không ăn đúng được em. Chắc thì em có bên trái quá. Hồi nhìn trái, thấy chưa nào? Nên ở đây ta chỉ riêng cái từ bục này nó quyết định luôn. Gánh tư đấy. Đừng được gánh tư là sở hữu cách. Cô ấy đang nói chuyện với tác giả. Người mà có quyển sách là một trong những cái sách bán chạy nhất năm nay. Rồi, tiếp tục câu số 12. Câu số 12. Câu 12. Có 5 bàn sai. Có Nguyễn Phúc, Quỳnh Chí, Thanh Hà, Hồng Anh. Mời bạn Thanh Hà. Từ án này động chức năng là gì trong câu em? Em thưa cô là đồng tư. Đồng tư. Được rồi, đồng tư. Vậy đấy phải là gì? Hả? Ngữ. Chủ ngữ, đúng rồi. Được tán loài ngay là bạn nào cả nào? Quả. What? Rồi, loài gì nữa nè? Dấu, đúng không? Rồi quýt có động được chủ ngữ không em? Cổ. Rồi, cú có động được chủ ngữ không? Có Có. Rồi bây giờ ta chọn quýt hay chọn hú ha? Muốn chọn quýt hay chọn hú thì nhìn vào danh từ được lập đằng trước cái này. Danh từ này chỉ người hay chỉ vật? Ha? chỉ vật quá Chỉ vật rồi chọn quý chứ chọn hú em. chân quýt. Chọn quý chọn sẽ được tay mà nắng mày sai được. Hả? Mất kiểu đọc mày sai được. Không biết cơ. Ok. Hả? Em không biết. Đâu. Dễ chứ khó đúng không? Rồi, câu số 13. Câu số 13. Câu 13. Có 10 bàn sai. Mời bàn Thảo Mỹ. Thảo Mỹ nói cho cô biết quý là gì của gấu? Một rồi. Rồi, mời bạn Huyên Trang.
Bạn Lê Huyền Trang nói cho cô biết quý là gì của cậu? Lê Huyền Trang rồi. Có vài ai tới một ngày là Quý là thành phần gì của cậu? Chức năng của nó là gì? Đại tư nhân xưng động chức năng chủ ngữ. có Chưa? Quý là chủ ngữ. Mét là gì? Đồng. đồng tư Đồng tư. Rửa bây giờ ta phải loại từ nào mày? chúng kéo thì có là loài tư của Đáp án nào? Đáp án nào phải loại? đáp án dễ Đáp án dễ phải loại bởi vì đấy là chủ ngữ. Mà chủ ngữ xuất hiện rồi. Đấy đấy, đấy chứ này. Đấy chủ ngữ, mà chủ ngữ xuất hiện rồi thì không còn nó nữa. Loại tiếp đáp án nào nữa? chúng tôi có là tài loại chị ta các bạn sấy Chứ tại sao đáp án C loại? cứ hẹn là chị gặp đấy Bây giờ bói này là chỉ người đúng không? dạ Rồi chứ loại tiếp từ nào nữa? chúng tôi có là tà loài đáp án đấy Vì sao? là còn Áo bế phải còn cái gì? còn gì vậy em nói nó xong mới có một Phải còn danh từ đúng không? Mà đấy là chủ ngữ không phải danh từ. Nên dạ cuối cùng đáp án là gì? đáp án là Đáp án á. Rửa tay mà không có để cho sai trắng. Con thích rửa mà không có sai được. Rồi tiếp tục câu số 15. Câu số 15 có ai sai nữa nào? Vẫn cứ có 6 bạn sai. Rồi mời bạn Hiệp nói cho cô biết. Ở đây ta phải chọn ngay đáp án nào Hiệp? A, B, C, O, D. Hiệp mở rồi. Hiệp. Mời bạn Lê Linh. Câu 15 ta chọn ngay đáp án nào? em thưa có mới làm em cho ngày đáp án dạy Vì sao? em thưa có là vi của Jerry Đúng rồi, thấy rơi gì the reason thì khi nào ta còn quái cả cái lý do anh ấy không nói cho tôi cái lý do mà anh ấy đi muộn đến là này là quái. Rồi câu 16, quýt là loài tư gì đấy cả lớp? giờ từ Đúng rồi, lại thêm một giới tư, cái này ta sọt 6 giới tư, ta phải còn tư nào hoặc tư nào cả lớp? hùng hoặc quỷ hùng À, hoặc quỷ quýt rửa bây giờ chọn tư nào đấy cả lớp? hùng hùng Hôm với quý cũng không có thì nhà chọn hôm nên rất dễ, thầy có giới tư xuất hiện là rất là dễ các bạn ạ. Câu số 17. Câu 17 có 9 bàn sai. Mời bà là Trâm Anh. Mấy là chị Trâm Anh? em thì câu mấy là dành tư thì thôi giảm Đúng rồi, mấy là thằng năm đúng không? Vậy thay thế cho thằng năm sẽ là từ nào hợp lý? Từ nào thấy để là đại tư trang tư chỉ thời gian tư quyền cơ tư quá tất cả đấy thôi. Thầy trang thầy ghi danh tư chỉ thời gian rồi cứ thể thay vào quen luôn nha. Còn nếu thầy có giới tư ó nước ý nước trước này này chẳng hạn, như hồi có ý nước trước này thì khi đó ta mới được điền quýt, còn không có ý mà điền ngay trang tư sẽ phải là trang tư quen. Rồi câu câu 19. Bây giờ là phần tích cầu 19. Nhưng 19 chắc chắn nhiều bàn sai. Có 12 bàn sai. Bây giờ cô hỏi cả lớp cầu 19. Quý là gì cả lớp? Quý là chủ ngữ. Going là gì? Động từ. Rồi, vậy ở đấy sẽ không có xuất hiện chủ ngữ nữa, đúng không? Vậy từ sơ tây là gì? Tây là Mối ở, đúng không? Khi ta dịch là ở thì phải ở như nào đó? Ở đâu? Được cái thành phần ở cái vị trí ở đấy sẽ là loài tư gì của lớp? Phải là trang tư điền. Quế Rồi bình thường ta phải điền ở đấy là tư gì? quế Từ chữ quen. Từ quen. Rửa từ quen ta có được dùng không? Loài. Quen loài. Giáp cũng không được. Ở đấy giáp cũng không được. Loài. Đó. Vậy bây giờ quýt, quýt có bao giờ chỉ là địa điểm của lớp không không? không Rửa con cái gì ấy nữa? quế In quýt, cả cái in quýt này chính là băng qué các bạn này.
Ý công vậy là dành thư chỉ tôi à, dành thư chỉ địa điểm thì bằng ý trang tư chỉ địa điểm thôi đúng không? Nếu ở đấy không có, nếu ở đấy có thư ít thì ta sao điền từ quick, nếu không có thư ít thì ta điền từ where hoặc điền cả thư in quick vào. In quick bằng ý where, nên loại trừ hết rồi thì nó còn in quick. Cái khách sạn ở trong đó là chúng tôi ở thì mới nhất trong ngay thị trấn này. Ơi tiếp theo, tiếp theo The City là danh từ chỉ gì cả lớp? Vật Chỉ vật, nhưng mà chỉ còn chỉ gì nữa? địa điểm À chỉ địa điểm. Nên quen ta có được giống không? không Ơi giáp thì thấy để cho quyết trong ngày nay. Bây giờ ở đây em có, nên ta còn lại là đáp án nào nữa thế nào? quế Giáp thì thấy để cho hú hôm mà quyết nữa. Thế là đây ta điền từ quen. Chứ từ quen vì là quẻ thì nó rất là thay thế hầu như không thay thế, chỉ thay thế hú hôm quýt, mà đấy điên giáp đã điên giáp được thì phải điên quýt được. Trong trường hợp này thì nó là chỉ địa điểm bón nó sinh ra. Bạn có thể nói đối điều về cái thành phố nơi mà bạn sinh ra không? Câu 21 có xem câu 21 bao nhiêu bàn trái không? 18 bàn trái, 18 bàn trái vì không hiểu được cái từ này. Câu hỏi cái từ lét là nghĩa là gì cả lớp? chẩn À chẩn chấn là loại từ gì? danh Dành đánh tư từ. Rồi trừ gánh từ phải là gì? chủ Hú. danh tư Trừ gánh từ thường phải lưu cách là cách. Nên ta điên là từ whose. Nhiều bạn thấy giờ thấy bao là chỉ vật, trừ là điên từ which. Mà được, đấy có sở hữu cách mà. Chấn của nó, chấn của cái gì? Chấn của cái bàn. Cái bàn có chấn của nó làm bằng sắt ti mới nhất trong phòng khách này. Sở cái sở hữu cách này có thể thay thế cho danh từ chỉ người hoặc chỉ vật. Danh từ được lập chỉ người, được chỉ vật được mà, có phải khi nào chỉ người đâu. Ý này cũng là nói điều đó rồi đúng không? Rồi ở đây hí là chức năng gì cả lớp? chủ Chủ ngữ ngữ. chủ Thật là ngữ gì? động từ Động động từ. từ Vậy ở đấy chắc chắn loài từ nào? ngữ Quán loài mà. bảy mới dễ À loài bế. Phú là loài đúng đó. Rồi gì nữa? cô nhảy À dế loài. Vì dế là sở hữu cách nên loài. Rửa bây giờ con từ quýt với từ giáp, ta sử dụng từ nào? giãn Ai bắt như quýt? đi trước qua phải là lâu Có một người. rồi rất mọi có người mới có mặt À đúng rồi, cái danh từ được lập vừa chỉ người vừa chỉ vật thì ta dùng từ giáp, chứ không dùng từ quýt. Quýt khi mới gì thấy thì chỉ vật thôi. Rồi ở đấy có quý là chủ ngữ, what là đúng động từ, rửa ra ta vẫn được đáp án nào? có sấy Đấy là vấn đề rồi cô gì vấn đề? bảy Bế bật cũng vấn đề. Bây giờ ta quan sát đằng trước, đấy là danh từ chỉ địa điểm hay chỉ vật? chị vật Chỉ vật. Loài luôn đáp án nào nữa? giấy Rồi cuối cùng ta cho đáp án nào? à Trắc nghiệm là ta luôn dùng phương pháp loại trừ các bạn ạ. Cậu có thử cấu cấu là 23 bao nhiêu bàn trái nào? Vẫn cứ đến 15 bàn trái rồi, kinh khủng quá. Rồi cấu 24. Mouse là loài từ gì? danh Danh tư từ. Danh từ, được được danh từ phải là cái gì? sở hữu cách Sở hữu cách. Sở hữu cách, cái sở hữu cách cái từ gì? thế Rồi các bạn có bao giờ nghĩ vì là trước nay chỉ vật nên các bạn không nghĩ đến từ hú không? Có đúng không? Đến dần đến mới sai rồi nè. Câu 24 này và nó tạm bàn trái này. Cứ thấy danh từ đằng sau xuất hiện thì trước ngày danh từ phải sở hữu cách. Con danh từ được lập này chỉ người chỉ vật kế. Cái máy vi tính, cái con chuột của nó không hoạt động nữa thì không được sử dụng bây giờ. Rồi tiếp theo, giờ thám này là danh từ chỉ gì? thời Thời gian gian. thời gian Thời gian phải dùng từ gì vào đấy cả lớp? quen Quen. quen quen Từ quen thì nó bằng với cùng giới từ cộng với quýt thôi. ở À, tối mấy rồi cộng quýt thì à bằng với quýt quen. Đó, khi nào ta không thấy, khi nào ta thấy đấy danh từ chỉ thời gian hoặc danh từ chỉ địa điểm này mà dưới nó không thấy từ quen hoặc từ quen thì ta đi tìm cho cố cái giới từ cộng với quýt. Khi nào giới từ cộng với quýt nha, thì bằng với là trạng từ chỉ thời gian hoặc là địa điểm. Tết là thời điểm, tại cái thời điểm đó thì mọi người thường đi chùa.
Thì cô hy vọng là sau cái đợt phân tích này thì các bạn hiểu hơn về đại từ quan hệ. Đáng lẽ là không phải làm kỳ lắm như thế đâu, nhưng mà vì thấy hai ba bộ điểm nhiều quá, với cái bàn cao nhất thì vẫn là con sai, chưa có điểm chỉ điểm 10, nên là cô phải phân tích cho kỳ hơn nữa. Vậy là ta kết thúc chốt cái đại từ quan hệ và mệnh đề quan hệ các bạn ạ, chỉ được gặp lại nó ở trong đề thi thử minh họa thôi. Bây giờ ta sang cái chuyến đề tiếp theo, chuyến đề cực kỳ quan trọng, đó là 27 cấu trúc cần nhớ. 27 cấu trúc cần nhớ này nó thường xuất hiện ở trong năm cái câu mà tìm câu đồng nghĩa, nhưng bên cạnh đó nó còn giải quyết cho các bạn các dạng bài tập điền từ vào bài tập là từ vựng ngữ pháp, rồi tìm lỗi sai nó cũng xuất hiện, đồng nghĩa trải nghiệm nó cũng xuất hiện. Nên vì vậy là khi cố dạy 27 cấu trúc này thì ta dành thời gian, ta cố gắng tận dụng thời gian học thuộc nó không chỉ giúp ích cho các bạn cái đợt thi chuyển cấp này đâu, mà nó còn giúp ích cho các bạn sau này lên giảng đề thi đại học, đề thi tốt nghiệp đại học. Thế là ta học và ghi nhớ luôn, đặc biệt là học nặng nhánh để chuẩn bị cho kỳ thi tới. Ta sáng bài một số cấu trúc cần nhớ. Học chuyên đề nào ta phải chắc chuyên đề đó luôn của mình. Một số cấu trúc cần nhớ. Rồi, bữa đi là thứ ba. Hiểu sự. Tháng tư. Ấy bữa. Sẽ tìm. Important, some important structure. Một số cấu trúc quan trọng cần nhớ. Cả lớp ghi một bài, khi nào ghi xong chúng ta giơ tay lên. Cô sáng phân tích cả cái cấu trúc cần nhớ. Hôm nay thì chúng ta cũng chỉ học được vài cấu trúc nữa thôi. Cấu trúc thứ nhất mới xuất hiện trong bài thi giữa kỳ đây này, nó là câu có chữ necessary. Necessary dịch ra là cần thiết. Có đôi lúc nó không xuất hiện necessary mà xuất hiện unnecessary. Trong đề thi giữa kỳ ở cao hơn vừa rồi thì có từ unnecessary. Nếu có ăn đứng trước á, unnecessary thì nghĩa là không cần thiết nha. Vậy cấu trúc của từ necessary sẽ xuất hiện như sau. Chủ ngữ giả là ít, còn be, còn necessary, còn for, còn tấn ngữ, sau đó còn to, còn động từ nguyên thể. Nó thì cần thiết cho ai làm gì? Nó thì cần thiết cho ai làm gì? Vậy nếu khi xuất hiện necessary thì ta sẽ viết lại câu đồng nghĩa được như sau. Đó là ta vứt chủ ngữ giả đi. Nhớ này, ta vứt chủ ngữ giả đi, vứt cả toàn bộ cái này đi hết. Ta đưa cái tấn ngữ này này lên làm chủ ngữ. Và necessary này nó chính là bằng động từ need hoặc bằng động từ have to. Need to hoặc have to. Need to là cần, have to cũng là cần. Sau đó còn động từ nguyên thể. Đó. Tựa là được. Vậy bây giờ cô lấy ví dụ. Is necessary for us to learn English every day. Nó thì cần thiết để chúng tôi học tiếng Anh mỗi ngày, hoặc là chúng ta học tiếng Anh mỗi ngày. Mời cả lớp hạ tay xuống. Mời cả lớp hạ tay xuống. Ba bạn nữa hạ tay xuống các bạn. Hai bạn nữa. Một bạn nữa. Lan Anh hạ tay xuống. Bây giờ ai chuyển câu trên thành câu đồng nghĩa nào? Dùng từ nít. Ai chuyển được câu trên dùng từ nít nào? Có bạn nào nữa? Hai bạn. Mời bạn sáu nữa. Chuyển từ gì thành từ gì em? Thanh tư quý À, từ ớt đằng trước này vẫn thế, chuyển từ ớt này thành từ quý. Rồi đọc tiếp. nghiệp
tú quý gì đó này tú à, nít tú tú gì tú chị lớn anh làm in lịch à, ai đấy. đúng rồi, hoặc là have to được đúng không? Vậy ta viết lại câu sẽ là we need to learn English every day. We have to learn English every day. Nó thì cần thiết để chúng ta học tiếng Anh mỗi ngày. Nó sẽ đồng nghĩa với là chúng ta cần học tiếng Anh mỗi ngày. Còn giả sử tên này họ dùng từ unnecessary thì dưới này chúng ta sẽ dùng đốt. Phủ định của từ 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 need ở hiện tại thì là đốt. Hiện tại là đốt. Ờ, đấy dùng hiện tại. Đó là cấu trúc thứ nhất. Qua ví dụ, thông qua ví dụ thì chúng ta hiểu luôn, đúng không? Ta sang cấu trúc thứ hai. Đó là cấu có chứa từ prevent hoặc từ protect. Prevent là ngăn ngừa, protect là bảo vệ. Hai từ này thì nghĩa khác nhau nhưng nó có chung một cái dấu hiệu nhận biết. Câu thứ nhất đó là câu có chứa prevent là chủ ngữ này. Còn prevent, còn tấn ngữ. Sáu prevent, sáu tấn ngữ luôn luôn có từ from. Còn động từ thế mình. Dịch ra là ngăn ngừa ai làm gì. Cấu trúc protect thì nó cũng tương đương. Đó là gì? Chủ ngữ. Còn protect, còn tấn ngữ, còn from. Dịch là bảo vệ ai khỏi cái gì. Vậy cứ thấy prevent hoặc protect xuất hiện mà đằng sau đó có tấn ngữ mà điền từ ở sau này thì đấy chắc chắn có giới từ from. Nếu đằng sau này có động từ thì động từ thêm ích, còn nếu không có động từ thì thôi. Đó. Cái này thì không phải là cấu đồng nghĩa mà cấu có cùng cái chung cái cấu trúc. Con nghĩa của nó khác hoàn toàn. Ví dụ we should prevent people from throwing chairs. Chúng ta nên ngăn ngừa mọi người khỏi cái việc vứt rác. Vứt rác bừa bộn, đúng không? Thơ rấu là vứt, ném. Trash là rác. Hoặc là we should protect forest from being cut. Protect là bảo vệ. Forest là rừng. Chúng ta nên bảo vệ rừng khỏi việc là bị cắt đổi, bị cắt chặt. Thì đó là hai cấu trúc đầu tiên chúng ta cần nhớ. Thực ra là ba cấu trúc, tuy nhiên từ prevent và protect nó có cấu trúc nó ná nhau. Nên là chúa cho vào một nhóm để chúng ta dễ nhớ. Cấu trúc thử số 3. Đó là cấu trúc it is time. Dịch ra là đã đến lúc. Có lúc trước từ tháng này người ta dùng từ hai. It is high time. Cũng là đã đến lúc. Dùng cách nào cũng được. Ta có công thức như sau. It is time hoặc it is high time. Sau đó còn for còn tấn ngữ. Mà cứ thấy for còn tấn ngữ của bạn ạ. Thì sau đó luôn luôn là động từ nguyên thể của tôi. Đã đến lúc để ai đó làm gì. Cấu trúc trên nó bằng với cấu trúc sau. Người ta vứt phó và tấn ngữ đi. Vứt phó tấn ngữ đi. Người ta chuyển tấn ngữ đó thành chủ ngữ. Thì động từ ở đằng sau này đưa về quá khứ đơn. VP. Đã đến lúc ai đó làm gì. Ví dụ. It's a high time for us to leave here. Đã đến lúc chúng ta để chúng ta rời khỏi đây. Cả lớp hạ tay xuống. Thật nhanh các bạn. Vậy ai chuyển được cấu trên sáng thành cấu đồng nghĩa ở dưới đó? Ai chuyển câu 1 thành cấu đồng nghĩa ở câu 2? Mời bạn Lan Anh. Chúng ta có là it is Tham, a tham. time À, không. À, left. À, left kia. Đúng không? Rồi. Rồi. Vậy ta sẽ chuyển là it is high time. Cả cái phó ớt này, phó còn tấn ngữ này, chúng ta chuyển thành quý.
cả cái tulip này chúng ta chuyển thành VP, mà đây là động từ bất quy tắc nên ta chuyển thành left. It's the time we left here. Đã đến lúc chúng ta chuyển rời khỏi đây. À. Cấu trúc tiếp theo, cấu có chữ từ prefer. Prefer nghĩa của nó là thích hơn. Thích hơn. Nếu sáu prefer chỉ có một động từ thì sáu chủ ngữ còn prefer còn động từ nguyên thể của tú. Thích làm gì đó hơn. Còn nếu sáu prefer mà muốn so sánh thích làm việc này hơn làm việc khác thì ta có công thức. Công thức đó là chủ ngữ cộng prefer cộng động từ một thì mình, hoặc nếu cũng có động từ một thì cộng danh từ được. Danh từ một. Cộng từ tú này nghĩa là hơn. Cộng động từ hai thì mình hoặc danh từ hai. Thích làm gì hơn làm gì hoặc thích cái gì hơn cái gì. Ví dụ. Ví dụ. Nam preferred to go out. Nam thích ra ngoài hơn. Vậy sáu prefer chỉ có một động từ thì động từ nguyên thể của tôi. Những câu thứ hai. I prefer playing soccer to watching TV. Tôi thích đá bóng hơn xem TV. Vậy đá bóng là động từ thế mình. Còn với tú là hơn. Bình thường từ hơn là gen. Nhưng trong trường hợp này từ tú cũng là hơn. Watching TV, hơn xem TV. Hoặc là hai cái danh từ chẳng hạn. Tôi thích cơm hơn là phở. I prefer rice to noodles. Danh từ một còn tú còn danh từ hai. Đó là cấu trúc thứ tư. Và hôm nay chúng ta mới chỉ học được 4 cấu trúc, còn 23 cấu trúc. Thì hôm sau chúng ta tiếp tục học và phân tích. Và nhiệm vụ về nhà của các bạn đó là chúng ta hoàn thành cái việc ghi chép 4 câu này, 4 cái cấu công thức này. Đồng thời làm bài tập về nhà là chép cái bài 25 câu đại từ quan hệ. Cả hai nhiệm vụ đó các bạn chụp cùng một lúc gửi cho cô để cô kiểm tra và chấm điểm cái việc ghi chép ở nhà. Ok, and now time is up. You have any idea? Bạn nào có ý kiến gì nữa không? Cái bài à, cho tả cái này đâu có lấy điểm không cô? À, có, cô lấy rồi đó. Em có điểm chưa? Em có rồi cô à. Ừ, lấy rồi mà. Mỗi này em chưa đọc rồi cô. À, rồi, đọc luôn. Hàng Của sau đi. Hoàng Hằng không? Hoàng Hằng chỗ điểm. Đối quái nữa. Mai Quyến 4,8. Rồi ai nữa? Duyên mấy em? Nguyên bộ thì tạm. Duyên 4,8. Rồi. Có bạn nào nữa không? Thầy rồi nữa. Viên Trấn mấy em? Đổi chiều mấy có đúng? Trấn? Từ từ em chưa tỉnh có ạ. Ừ, rồi tỉnh được tỉnh nộp lại cho cô chấm điểm. Một câu là mấy điểm có? Tổng 55 câu, mỗi câu 0,4 điểm. Đừng thể nhận đi. Yeah. Time job. Goodbye, see you again. Goodbye teacher, see you again. Have a good night.